Tối 3 tháng 3, tại trung tâm huấn luyện Hàm Rồng, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng tài trợ áo đấu mùa giải 2020 và giới thiệu linh vật của câu lạc bộ. Ông Võ Trường Sơn, tổng giám đốc tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, Nguyễn Tấn Anh, giám đốc điều hành kiêm trưởng đoàn bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, Lee Tae Hoon, huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, Tống Đức Thuận, giám đốc Mizuno Việt Nam, khoảng 35 ca sĩ, nhạc sĩ của FC Music từ Hà Nội đã tham dự chương trình này. Trong phần lễ, trước sự chứng kiến của đông đảo đại biểu, huấn luyện viên, cầu thủ, nhãn hàng Mizuno đến từ Nhật Bản đã đặt bút ký kết hợp đồng tài trợ áo đấu, áo tập, đồng phục di chuyển cho các thành viên của đội 1 câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Ngay sau lễ ký kết với nhà tài trợ áo đấu, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã cho ra mắt linh vật của câu lạc bộ, đó là chú hổ Tây Nguyên. Ông Nguyễn Tấn Anh chia sẻ, hổ là con vật mạnh mẽ, nhanh nhẹn, bản lĩnh. Những chú hổ ở đây được cách điệu theo trang phục của dân tộc Dry ở Gia Lai. Hổ lớn tượng trưng cho các cầu thủ ở đội 1, hổ nhỏ tượng trưng cho các cầu thủ trẻ ở lò học viện Hoàng Anh Gia Lai JMG và lò năng khiếu Hoàng Anh Gia Lai. Kể từ nay trở đi, hy vọng câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ thành công hơn thời gian gần đây. Như vậy, từ mùa giải 2020, các khán giả có mặt trên sân vận động Pleiku sẽ được theo dõi những màn cổ vũ đặc sắc tới từ những chú hổ khỏe khoắn này. Không chỉ xuất hiện cùng đội bóng ở những trận đấu sân nhà, mascot còn đồng hành trong tất cả các hoạt động cộng đồng của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Cùng tiếp tục theo dõi những hình ảnh đặc sắc của chú hổ Tây Nguyên trong lễ xuất quân của Hoàng Anh Gia Lai các bạn nhé. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.